Rồi, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Tiếp tục clip bán máy anh em hôm nay nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em mua làm cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn họ tên, địa chỉ cùng với cái máy cần mua, mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Anh em nào mà tin tưởng chịu khó thắng thì mình sẽ bao ship ha. Còn anh em là cọc tiền thì chịu phí ship cho mình ha, từ 40 tới 50 ngàn tùy theo khu vực nha. Mình thì mình có ship code toàn quốc đó, nên là khu vực nào cũng ship code được cho anh em nha. Và không dài dòng nữa, mình sẽ giới thiệu máy cho anh em cho hôm nay luôn nha. Thì hôm nay mình có một ít mấy cái túi chống sốc của iPad nha anh em, với lại máy tính bảng iPad nhỏ tầm 10 inch, tầm 10 inch đổ lại thì anh em bỏ được nha. Thì anh em mua điện thoại trong cái clip hôm nay, hoặc là anh em mua bất kỳ cái máy nào cũng được, mình sẽ để anh em nào mà thích á, anh em nào có nhu cầu thì lấy nha, thì mình sẽ cho một cái ha. Còn anh em nào không có nhu cầu thì nhường cho những bạn khác nha anh em. Đó, mình có 4 cái thôi, mình còn 4 cái này, mình sẽ dành cho 4 khách đầu tiên. Anh em nào thích thì mình sẽ tặng nha. Cái này này, anh em bỏ iPad vô là được, iPad hay là laptop, máy tính bảng tầm 10 inch đổ lại, bỏ vô là ok luôn. Đó, nó cỡ đó thôi. Anh này, găng tay của mình này, nó tầm 30 phân ha, đây 30 phân, cái đây 25, bên này 25, bên này 30, đó là anh em biết ha, kích cỡ. Cái túi này là gọi là túi chống sốc nha anh em, nó rất là êm ha, đều rất êm. Anh em bỏ những cái máy tính bảng tab tầm 10 inch, 9 inch, 10 inch, 7 inch, từ 7 tới 10 inch là ok nha. Mình sẽ tặng cho 4 bạn may mắn nha. Bạn nào mà thích thì mình sẽ tặng, còn anh em nào mà không có nhu cầu á thì nhường cho những bạn sau nha anh em. Rồi ha, clip này chỉ có 4 món quà như vậy thôi. Tiếp tục clip thì con máy đầu tiên hôm nay là con Samsung A60 bản hàng anh em. A60 bản hàng màu xám nha, màu xám ha, xanh xám. Màn này pin 6 nha, RAM 332. Pin con này 3000 nha. Đó, máy thì cường lực đã dán cho anh em rồi, chỉ việc bỏ sim vào đó xài nha, mình sẽ mở nguồn lên. Chức năng full nha anh em, máy bán hàng một sim nha. Chức năng màu đỏ thì ok rồi. RAM 332. A60 bán hàng một sim, máy đẹp ha. Đó, ngoại hình còn rất là ok ha, giá 1750 anh em. 1750 kèm sạc dán kính nha. Một con G7 Dream. Màn hình 5.5 nha. RAM 332, pin con này là 3003. Màu gold, kính đẹp nha. Kính đẹp, máy Dream. Máy Dream chưa thay thế gì hết anh em. Chức năng hoạt động thì ok. Đi bấy vào RAM 332 nha anh em. Hoạt động màn hình còn sáng đẹp nha. Con này để anh em giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu. Tiếp theo là con Oppo A83. Oppo A83 vỏ ring nha. Vỏ còn theo máy nó luôn, chưa thay. Màn hình 5.7 nha anh em, RAM 332, pin 3180. Màn đẹp nha. Đó. Màn ở trên nó hơi vàng tí nha. Đó, góc trên. RAM 332 nha anh em. RAM 332 này. Đó, máy còn màn hình nó ok. Màn hình phía trên nó hơi vàng xíu nha nè, không ảnh hưởng hết nha. Đó, rất là đẹp, mà cũng còn sáng đẹp. Con này để anh em giá của nó là 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2 nha anh em. Tiếp theo là con Weller, màn hình 5.5 nha. RAM một bộ nhớ 8 anh em, pin 2007. Đó, màn hình như thế này. Rất rộng nha. Chức năng hoạt động ok. Đó, wifi rất là mạnh nha anh em. Vậy anh em xài YouTube với lại Zalo ok luôn nha. Con này để anh em giá của nó là bèo nhèo luôn, 590 ngàn, 590k nha, kèm sạc dán kính nha anh em. Tiếp theo là con Samsung J710 bản hàng, máy nguyên zin, lưng sau thì cũng còn rất là đẹp nha anh em. Rồi, kính keng nha, đã dán cái lực cho anh em rồi. Màn hình 5.5 nha, RAM 216, pin 3003. Chức năng ok luôn. Đó, xài rất là mượt. Rất mượt nha anh em. J710. Con này để anh em giá 1370. 1370 kèm sạc dán kính nha. Oppo A3s anh em. Mặt sau thì có xước sát nhiều nha.
mặt sau này, màn hình 6:2, RAM 2/16 ha, pin 4230, màu xanh đen, màn sáng đẹp nha. Chiếc này ok nha anh em. A3S. Máy màn rất là đẹp. Con này để anh em giá 1650. 1650. Tiếp theo là một con Samsung Note 8 anh em, màu xám lông chuột ha. Bút còn nguyên nha, bút này còn nguyên. Sườn lưng con đẹp, không đứa nào nó quá xấu nha. Màn hình con này là 6:3, RAM 664, pin 3003. Kính keng nha, kính không có xước. Đây. Một đốm gấp đây nha anh em, một đốm gấp trái màn hình ha. Còn như mà là ok hết ha. Giá ra đi 3,2 triệu. Giá 3,2 triệu cực mềm. Đó, wifi này mạnh ha, Note 8 nha anh em. Galaxy Note 8. Còn để anh em giá 3,2 triệu ha. Kèm sạc cho anh em. Tiếp theo là con Samsung A50s nha anh em. A30 chứ. A30s. Lưng sau có xước sáng nha anh em, đã dán keo rồi. Đó, nhìn rất là bóng nha. Màn thì đã dán cực lực full, đẹp keng. Bao anh em không có xước luôn. Đó, màn sáng đẹp, không lỗi nha. Màn sáng đẹp không lỗi. Chức năng ok nha. A30s. Đó, A30s. Máy này để nó cập nhật. Đó. Nguyên zin nha anh em, màn hình 6:4. RAM 464, pin 4000. Con này ra đi cho anh em giá 2,9 triệu nha. 2,9 triệu nha anh em. Một con Samsung A20s, đó là A20s. Thì máy nguyên zin luôn, đẹp. Lưng còn rất là đẹp. Kính chưa dán nha anh em, mua thì mình sẽ dán cái lực cho anh em luôn. Con này ra 332 thôi. 332, màn hình là 6,5 inch và pin con này 4000. Màn sáng đẹp nguyên zin. Rồi, chức năng nữa này. A20s nha anh em. Con này để anh em giá 2,6 triệu nha. 2,6 triệu. Chức năng hoạt động ok. Còn anh em SE thì vẫn còn nha. Anh em mua thì cứ liên hệ ha. Anh em SE, máy full quốc tế. 32GB. Sạch nha. Máy sạch. Reset thoải mái nha anh em. 32GB, máy keng luôn. Tầm 98 trở lên chứ không chỉ dưới nha. Pin cao nha. Pin trên 80. Con này 89 nè. Giá 1950. 1950 kèm sạc dán kính nha, máy cực đẹp. Tiếp theo là con Oppo A83 màu gold, máy nội địa nha, RAM 432. RAM 432 anh em, màn hình 5.7 nha, pin 3180. Máy thì guarantee còn ha. Không có xước nha anh em. Lưng đẹp, kính đẹp. A83, RAM 432. Cấu hình nói chung là tạm ổn. Xài còn ok luôn, Zalo Facebook thoải mái luôn. Màn sáng đẹp, nguyên zin, giá 1,8 triệu anh em, 1,8 triệu nha. iPhone 7 lock, con này là 7 lock nha. Đây. Máy cũng còn rất là đẹp, vỏ đẹp nha, màu gold anh em, 32GB màu gold. Đó. Chức năng ok, máy lock 32GB, bỏ sim là xài, mình đã fix lên quốc tế rồi. Anh em chỉ việc bỏ sim là quốc thôi ha, không nên tăng hết ha, đừng reset dòng 2 là được. Mấy lock thì anh em tránh reset dòng 2 nha, để cho hoạt động ok nha. Pin cao nha anh em, pin trên 90 nha. Giá ra đi cho anh em là 2 triệu. Tính anh em 2 triệu mấy ta, 2,1 triệu đi, 2,1 triệu ha. 32GB máy sạch, reset thoải mái nhưng mà phải ghép sim lại. Còn anh em đừng có ghép, đừng có reset thì mình đã ghép sẵn rồi nha, về bỏ sim là xài. Giá 21 nha anh em, kèm sạc dán kính nha. Một con Samsung A50 nguyên zin, lưng có xuất sắc hay 5 tháng sử dụng nè nè. Màn hình 6:4 nha, RAM 464, pin 4000, kính đẹp nha, kính đại dán cực lực, quên dán nguyên keo, còn guarantee, mua thì mình dán cực lực lại cho anh em luôn. Đây, A50, RAM 464, chức năng hoạt động ok. Màn sáng đẹp nguyên zin. Con này ra đi 2,9 triệu nha anh em.
hai điều chính nha. iPhone X nguyên riêng nha nè, iPhone X nguyên riêng. Chức năng full iCloud không sạch nguyên máy. Pin 99 nha. Pin 99 nha, máy đẹp. Máy đẹp 9899 cơ luôn. Nguyên riêng. Máy sạch nha, không tài khoản nha. Anh em về tự đăng nhập tài khoản vào xài nha. Hay ok, pin cao. Phải đi ok, nói chung là full quốc tế. Máy full chức năng, quốc tế không lỗi một cái lỗi nhỏ nha. Con này ra đi cho anh em giá 7.4 triệu nha. 7.4 triệu. Kèm sạc dán kính nha anh em. Tiếp theo là con Oppo F5 bản nội địa. RAM 464 nha anh em. Máy đẹp nha. Màn hình 6 inch, pin 3.2. Kính đẹp, lưng đẹp. Đó, màn hình sáng đẹp nha. Wi-Fi mạnh ha. Chức năng ok, F5. RAM 464. Con này để anh em giá 1.8 triệu nha. 1.8 triệu. Một con G7 Pro riêng nguyên. Vỏ có xuất sắc thêm 5 tháng này anh em. Nhâm nhâm cho sẹp lưng nha. Kính đẹp keng luôn. Kính không xước, anh em mua giá cả lật lại cho anh em luôn. Màn riêng. Màn riêng, vỏ riêng. Anh em nào thích máy riêng thì con này là lựa chọn ok luôn. G7 Pro. Màn hình 5.5 inch ha, RAM 332, pin 3.6. Đó. Chức năng ok. G7 Pro. Màn đẹp ha. Con này ra đi cho anh em giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Rồi, clip này cũng xin tạm dừng tại đây. Xin chào cả nhà nha. Chúc anh em có một ngày sức khỏe tràn đầy nha, làm việc thành công ha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà.